Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại, tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi có một trận chiến, đó là trận chiến thi ăn thực vật. Yes. Thì chúng tôi thấy là chúng tôi ăn thịt, ăn cá, ăn cua, ăn ghẹ, ăn nhiều lắm rồi. Vì vậy là chúng tôi không muốn sát sinh nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ khác, chúng tôi sẽ thay đổi. Phương Dưỡng thay đổi, bây giờ chỉ ăn thực vật thôi. Và món đầu tiên chúng tôi ăn đó là ăn rau. À quên mất, bây giờ sẽ giới thiệu luật chơi. Như này thì nhá, mọi người sẽ phải ăn hết cái món ăn của mọi người trên đĩa như này. Ai là người được ăn nhiều nhất, okay. Ai là người ăn thực vật nhiều nhất là người sẽ chiến thắng và sẽ được 10 triệu đồng từ Phương Dưỡng. Yeah! Yeah! Và người thua cuộc sẽ chịu phạt. Chịu phạt thì cứ chơi xong thì tính, phạt thì chơi xong tính. Rồi chơi. Ok. Rồi, món ăn thực vật đầu tiên đó là rau muống nhá các bạn nhá. Thì cái rau muống này rất quen thuộc trong đời sống chúng ta rồi. Thì người chơi nào ok ăn luôn đi. Luôn. Rồi. Mấy cặm thực vật này thì ăn cái hết. Mời cả nhà ăn rau muống nhá. Chắc là rất nhiều bạn không thích ăn rau nên xem clip này. Không sao, chúng tôi đúng rồi, hồi xưa tôi thấy mẹ tôi hay dọa là ở đâu có ai dọa là ăn rau thanh ruột ấy. Không ăn hết rồi. Phong à? Một trâu à? Chưa kịp giới thiệu, Phong đã ăn hết rồi. Đẹp à? Rau muống từ bé giờ tôi thấy là tôi ăn rau nhiều nhất là ăn rau muống sao các bạn ạ? Đúng không? Mọi người thấy em ăn rau muống chỗ em không? À đúng không? Mẹ tôi hỏi em này ở tận Hà Tĩnh, Ý là ở chỗ em có ăn rau muống như ở chỗ anh không? Có nha anh, nó luộc chấm nước mắm được. Ăn như thế à? Hoặc là xào tỏi. Xào tỏi ớt. Ok. Ở ngoài đấy có ăn canh cua rau muống không? Nhưng... Ok nhá. Vậy là từ Hà Tĩnh hát lại thì mọi người vẫn ăn rau muống chấm nước mắm bình thường nhá. Này nhưng mà ở thế đâu giờ thế? Phong ở trong Sài Gòn thì người ta có ăn rau muống không? Có á, rau muống không? Người nấu với canh cua. Hà Tĩnh là rau muống nấu canh ghẹ em ạ. Chứng tỏ tôi thấy phát hiện ra một món đặc sản mới của Việt Nam, đó là rau muống. Rau muống luộc hoặc rau muống xào tỏi. Yeah. Chính là gọi là món gọi là giống như món phở, gọi là phổ biến tất cả mọi nơi đấy. Nhà nhà ăn rau, nhà nhà ăn rau. Thôi không nói nhiều nữa, phần tiếp theo. Ok. Rồi, thả cho đây. Một đũa ra em ơi. Tiếp theo là đồ ăn lên rồi. Mướp đắng á? Vâng. Ôi, miếng anh to quá. Ô, miếng em bé nhất rồi. Đấy em. Mướp đắng. Món ăn tiếp theo. Được chưa? Mướp đắng này tôi không ăn được cơ. Món thực vật tiếp theo là mướp đắng nhá. Ô, cái này giống con chim ghê này. Món này là món khổ qua nhỉ? Khổ qua. Khổ qua á? Khổ qua, người ta bảo khổ quá. Món này là món tủ của Phong này. Ý, ui, các bạn nhìn Phong ăn này. Ui, đắng lắm như là. Ui. Đắng lắm các bạn ạ. Đúng là cái món khổ quá nhỉ. Đắng này. Ui ơi. Con nuột bên đầu mà vẫn đắng thế nhỉ. Các bạn nhìn Phong ăn này. Hết rồi đi. Phong ăn tao ăn nào. Chưa chi mới vòng thứ hai thôi mà đã lên món ăn khó ăn rồi. Có ai chịu thua chưa? Ai chịu thua chưa? Món thực vật mướp đắng này có ai chịu thua không? Cảm giác ăn thực vật nó vui vẻ hơn các bạn ạ. Mình không sát sinh ý, mình không ăn con cua, con thịt bò, thịt diếc ý, nên cảm giác không sát sinh nên vui vẻ hơn, nhưng mà hơi đắng. Em ăn mình không hả? Em nói hết rồi, ăn đi. Các bạn ơi, mấy cái trò này cả năm Phong lại thắng rồi các bạn ạ. Phong bây giờ chiếm ngôi bụng trâu của tôi rồi. Những người tôi mới sáng nó không ăn được mướp đắng các bạn ạ. Bây giờ tối nay ăn được chưa? Thôi tối nay làm nốt củ này đi. Anh có điều gì muốn nói? Rằng anh yêu em, eo ô eo. Anh yêu em nhất trên đời, eo ô eo. Thôi rồi, tập trung ăn đi. Ngát làm gì? Cố lên. Ngọt quá, cố lên. Ăn ngọt mới. Em chưa nhuốt đâu, ông này trơn gian đấy, chưa nhuốt đâu. Cố lên. Ok, về sáng nào rồi. Yeah, chúc mừng sáng. Cố lên đi. Có lại dướng nữa. Cố lên. Cố lên. Ngọt quá.
rồi để lấy bằng tiếp theo với ăn cho nó ngọt đó đỡ ấy. Bằng nhau đúng là khổ qua của khác khổ quá. ăn vào khổ. Ăn miếng mướp đắng khổ thật, quá khổ. Ê, bạn đã ăn xong rồi, ghê quá. Các bạn ơi, ở ngoài kia có rất nhiều món ăn ngon mà Thảo chơi gì vòng 2 trong mút đắng rồi, tí thua các bạn ạ. Thảo muốn loại dần rồi đấy. Các bạn thì mới được 2 vòng 2 em ơi. Anh, em cứ cho những nhỏ nhỏ đâu, ui ôi. Vòng 3 bắt đầu. Trời, vòng 3 là củ đậu đơn đơn. Củ đậu dễ ăn mà. Món tiếp theo đó là thực vật củ đỗ. Ok. Chắc nhiều bạn không biết củ đỗ đâu, cửa nhiều bạn chắc là đậu. Kiểu nhiều địa phương ấy gọi là cái này trong năm đậu. Cái củ đậu á. Thì ở chỗ tôi gọi là củ đỗ. Không nói nhiều nữa, ăn món tiếp thực vật tiếp theo đi. Vừa ăn cái thực vật mướp đắng đắng ngọt, giờ được ăn cái này ngon. Tuyệt vời. Cái củ đậu ăn rất là ngọt các bạn. Cái thử thách ăn thực vật như này cũng giống như là thi ăn no đấy các bạn ạ. Nói chung là ai là người ăn giỏi nhất, chịu được lo nhất thì là sẽ người chiến thắng. Đây, tôi là ứng cử viên vô địch, riêng với ăn uống là tôi ứng cử viên vô địch, các bạn yên tâm. Củ đậu này là một loại thực vật rất là nhiều chất xơ và nhiều nước cho nên là nó rất là dễ ăn. Bóng ba ai chịu thua chưa? Chưa. Lo chưa? Không lo chưa? Chưa. Mới bắt đầu tao lo được. Đây, bạn đã hoàn thành lần thi thứ 3 nhé. Củ đậu ra hết rồi nhá. Đây. Sau khi hoàn thành cái món ăn thực vật củ đậu này thì tôi thấy là hơi lo rồi đấy. Hơi lo. Thấy đầy đầy bụng rồi đấy. Thảo ơi, sau cái củ đậu ấy em có thể chia làm 4 đoạn cũng được. Như thế này khổ anh em người chơi lắm, để nhanh nhanh tìm ra người thua lắm. Thế à, anh Dương sắp thua rồi đấy các bạn ạ. Tôi chưa lo đâu. Bụng vẫn rỗng tách. Ui, chuyên lo củ đậu đấy. Chuyên gáy mà, sáng nay chuyên gáy mà. Thôi em ơi. Những người có thực lực như anh còn không dám gáy. Em này, em lom dom em lại dám gáy cho mày, đùa chứ. Rồi, món tiếp theo, lên. Củ đậu hơi to, món tiếp theo sẽ nhỏ hơn nha. Ok. Ui, trời ơi. Chua. Cái gì chua đi. Anh nhất, anh đừng miếng nhỏ chứ, Trọng Phong ạ. Tránh đi. Món thực vật tiếp theo đó là chanh. Nói đến chanh rồi, vừa đã thấy chua rồi. Có Trọng Phong đã ăn rồi. Không ăn xong rồi à? Đã bắt đầu đâu em? Táo ơi, lấy Trọng Phong miếng ra. Cho con ăn. Các bạn ơi, mới vòng đầu thôi mà em Thảo bưng đồ lên toàn đồ khó ăn rồi các bạn ạ. Thế này thế thì nhanh đi à. Sáng đừng chơi chế à, chơi ăn đi. Chua thế. Ngọt rồi. À ngon quá, ngon rồi. Vâng. Rồi. Vòng này có quả bé xíu này quá đơn giản. Món thực vật tiếp theo đó là quả vải. Quả vải thiêu. Quả này vừa mông. Quả này thì rất là nhỏ, ăn rất là dễ các bạn ạ. Vì quả này rất là ngọt. Xong rồi em phải chờ mọi người chứ chưa bắt đầu em đã ăn rồi. Ăn hết rồi. Yeah. Yeah, lại thắng. Xong. Ngon quá. Đây. Còn tiếp theo chính là chuối. Chuối. Nó sẽ có phần to, phần nhỏ, các anh thích chuyện nhỏ đâu. Đấy. Món thực vật tiếp theo đó là chuối. Chuối thì tôi rất là thích ăn chuối. Đấy, đặc biệt là ông này tập tạ này rất là thích ăn chuối. Ăn chưa? Bắt đầu chưa? Có chuối. Rồi, Phong ăn đi em. Phong này 50, ăn hộ anh cho Phong. Phong ơi, em ăn nhanh thế rằng em vẫn thua rồi. Em không thắng đâu. Như anh ăn uống nó phải hưởng thụ, nó phải trải nghiệm nha. Anh nhanh hơn được lợi thế đấy. Miếng to miếng nhỏ được chọn đấy. Vâng. Thì đến mà không biết. Hạt chanh ơi, ông nào biết hạt chanh ơi. Đang trải nghiệm, đang sướng. Mời cả nhà ăn, quên tự không ai mời. Ôi xin lỗi nhá. Mời 7 triệu người đang xem mà ăn chúng tôi nhá. Mời từ đầu video rồi. Thấy chưa? Ai nhanh được với con chuyện nhỏ đấy. Tí phòng chậm nhỏ ngọt đấy. Chuối ngọt nữa. Làm quả, nốt quả thôi. Ăn đi.
Nó đi em ơi, mí nhỏ đâu vậy? Nó đi, tiếp bữa nó đi. Sức ăn cái khác nữa. Yeah, vậy chúng ta đã hoàn thành phòng tiếp theo, đó là lòng chuối. Rồi tiếp theo, món tiếp theo đi em ơi. Món thực vật tiếp theo đó là cà rốt à? Đừng ngân gian. Anh chờ đi. Còn đấy, còn lại đi. Này, tân nhau là nợ anh ơi. Trả đi, trả đi. Trả đi. Đừng ngân gian. Rồi, cho em miếng bé, được chưa? Chơi theo luật anh Dương đưa ra, ai ăn xong vẫn ăn trước. Nói chung là cứ ai ăn xong trước thì sẽ được chọn chọn trước nha các bạn nhé. Các bạn hãy sáng chưa đảo. Rồi không sao. Món thực vật tiếp theo đó là cà rốt. Yeah. Ăn chưa? Yeah. Thế bảo ăn cà rốt bổ máu không biết phải không? Được chưa? Ăn cà rốt thành con thỏ ấy. Hai thỏ à? Bốn con thỏ ấy rồi. À, các bạn ơi, từng này quá ngon luôn. Ăn cà rốt là bổ máu đấy. Thực vật này rất là bổ máu luôn các bạn ạ. Sao đây anh? Ủa? Ăn củ cà rốt này lại nhớ đến tuổi thơ các bạn. Toàn đi mót cà rốt với trộm cà rốt thôi mà. Không biết có bạn nào giống tôi không? Toàn đi mót cà rốt với đi trộm cà rốt lại ăn. Hồi xưa nghèo khổ thật. Yeah, ăn rồi nhé. Phong ăn xong rồi món thực vật này có ngon không? Ngon. Nghe ăn nốt đâu anh mà. Nhưng mà cảm giác là mình làm clip liên quan thực vật như này cảm giác nó thoải mái các bạn. Nó cứ vui vẻ cái gì ấy. Còn ăn mà cái thịt thà cái thứ kiểu ngày nào mình ăn thịt rồi nên thành kiểu như là bị ngấy. Cảm giác hơi khó ăn các bạn. Nhưng mà ăn thực vật thì dễ ăn các bạn. Nếu mà mọi người ủng hộ ấy từ sau chỉ ăn thực vật thôi. Chỉ ăn thực vật thôi, nếu mà clip này được 100 triệu view thì thì tất cả mọi người sẽ ăn thực vật nhá. Ok em mọi người nhá. Ok. Clip này được 100 triệu view và tôi sẽ cả đời tôi không ăn ăn thịt nữa nhé, tôi chỉ ăn thực vật thôi. Ngày xưa ông bà ăn rau sống hơn 100 tuổi ấy. À, thực vật là cả cơm đâu mà cơm, hạt cơm cũng là thực vật mà. Cơm cũng thực vật, cơm từ lúa. Rau luộc. Không ăn cơm rau luộc được. Chấm muối. Bữa ăn thôi được. Đố mọi người tung ý này đó. Các bạn để ý đó, không anh Dương lém đi đấy. Không, nhìn mọi người nhìn lại đoạn đấy. Mà rớt đất rồi không ăn. Rồi mọi người nhìn tôi ở đoạn này biến mất à? Đấy, đấy, đấy. Nằm lên đây nữa. Rồi, đây. Rồi nhất rồi, không được ăn nữa. Yeah. Yeah, vậy là anh Dương ăn gì lại. Nó dướng lại đi. Không ăn lại đi. Anh không ăn gì. Xin mời anh. Không sao đâu. Chưa rơi đất nhé các bạn nhé. Thực ra chưa rơi đất đâu. Sạch nắng các bạn ạ. Oh no. Lên, món tiếp theo. Ok, món tiếp theo. Anh no chưa? Đâu miếng nhỏ đâu em ơi. Anh được chọn, nhanh. Không nhanh hết. Ui, miếng nào nó chảy đâu. Riêng tôi đẳng cấp. Anh Riêng được miếng nhỏ nhất. Riêng tôi đẳng cấp, tôi không phải chọn. Tôi là người giỏi nhất mà. Món thực vật tiếp theo đó chưa? Yeah, ăn bắt đầu chưa? À. Ăn đi em, thoải mái đi em. Úi giời. Các bạn ơi, Phong cứ tỏ ra nguy hiểm nhưng mà chính Phong mới là người thua đầu tiên thật. Ăn cả hồ đó em ạ. Phong cứ tỏ ra nguy hiểm tan nhanh đây nhưng mà anh nghĩ Phong là người thua đầu tiên. Cái này có được đi rửa tay không? Được, ăn xong trước rửa tay. Tôi xong rồi tôi nhưng đi. Nhưng mà đến vòng tiếp theo mà em không quay lại là em thua đấy. Ăn nhanh để loại được đối thủ nhé. Xong. Xong. Còn cho anh thôi. Xong rồi. Rồi, thế là ngắm tiếp theo. Ngon gì? Món thực vật dưa hấu thì ăn rất là ngon nên mọi người ăn có vẻ sụt soạt ngon lắm các bạn ạ. Người ta không bỏ cuộc đâu các bạn ạ. Phong vẫn quay lại kịp, sáng chưa ăn hết. Sáng ăn còn lâu, vì sáng xong mình ngấy bụng rồi. Tuần này xong hết rồi. Hết rồi. Cổ thân trông người to quá. Trông người to này mà cơ bắp này mà không ăn được rồi. Chịu thua đi anh ơi. Chịu thua đi. Không. Yeah, vậy tôi đã hoàn thành thử thách ăn thực vật dưa hấu. Ui, thực vật dưa hấu ăn rất là ngon. Thôi, món tiếp theo. Quá nhiều nước, quá ngọt luôn. Xoay. Sao nhiều miếng này kia. Chọn đi, chọn đi. Rồi ăn dưa hấu xong rồi, ăn xoài. Món thực vật tiếp theo là xoài. Ui, trời ơi. Anh dưa là cả ăn xoài nhất rồi. Không sao. Ui, dày à. Cái này giống cái mồi.
cái muỗng. Món xoài thì lại nhớ về kỷ niệm hồi xưa các bạn ạ, xoài. Thôi anh đứng dậy hương các bạn. Đâu, nhà anh có cây xoài mà. Mà các bạn ăn xoài nhá. Chưa ai lo nhỉ, ăn bao nhiêu đồ thực vật như thế mà chưa ai lo nhỉ. Tôi lại chưa ai chịu thua. Tôi là anh em mình này, hai ông áo đen này, hai ông vàng này, hai ông hai bây giờ hai ông đen đấu hai ông vàng đấy. Chơi không? Chơi không? Em về xong hết rồi. Ông kìa. Anh em mình. Yeah, đang xong đầu tiên. Tôi quá giỏi. Thực hoàn toàn. Các bạn có ý tưởng gì làm clip không? Các bạn comment dưới bên dưới nhá, ý tưởng hay tôi sẽ làm clip nhá. Hay là bây giờ mình ra một cái thử thách gì đấy đi. Cứ ý tưởng nào được nhiều like nhất thì mình sẽ làm nhỉ. Đồng ý không? Hay không? Ok nhá, bắt đầu từ bây giờ ý tưởng nào nhiều like nhất sẽ được thực hiện làm clip. Ok. Và bạn ấy sẽ được nhắc tên ở trong video. Ok. Let's go. Ok. Các bạn comment ý tưởng nhá. Help. Thấy không? Ngó quá. Anh xin giới thiệu với Phong. Anh là vua lì đoàn. Em viên bá. Phần thi tiếp theo là rau cải. Anh ít nhất đi nhé. Phần thi này em sẽ cho mọi người tự chia. Lấy thì mình nó mới lấy. Lấy rồi. Vẫn còn buổi sáng. Thắng là ai? Đang này còn vừa thôi. Tao cạo bảo thế thôi. Tôi lấy được nhiều đau nhất. Tao muốn đâu, tao muốn. Tao đang muốn này. Anh em. Sao tao muốn cùng với này? Em ơi. Ôi anh nhờ nhiều lắm. Ôi anh Dương là chưa. Đây em cũng cái này tao muốn bỏ đi. Ô cái này, ăn đi em ơi. Đấy, do múa không tính. À, đổi rồi. Vậy là phần thứ này tôi được ăn nhiều nhất. Chỗ thực vật rau này không bó dính răng. Nó sáng cũng mạnh mà. Nhưng mà rau cải hơi đặc đắng. Vậy tôi ăn xong xòa rồi bây giờ đi. Dính rau. Nhớ nhớ ơi, múa anh rồi đấy. Tao ăn nhiều thế, sáng không ăn được đâu. Chịu. Ôi anh ơi. Không chơi xấu thế, phản lại rồi đấy. Cố này, Dương, cố này. Cố đây Dương ơi. Em làm chúc anh nhá. Đội áo đen với đội áo vàng rồi. Chia độ rõ ràng thế rồi. Có món thực vật rau là rau cải. Rau cải ở chỗ em thường làm gì? Xào. Sao? Sao bọc luộc. Nấu cải cho anh là dấu nấu canh cá nè. Đúng rồi, nấu canh, nấu canh. Ừ, đây là nấu canh. Nấu canh à? Luộc à? Xào, ừ. Nó giống nhau hết à? Nhau. Nói chung là tất cả vùng quê với Việt Nam toàn thế. Yeah, xong rồi. Rồi anh. Mà tiếp theo đi. Mà tiếp theo. Món dễ ăn. Yeah. Hành. Ui thế mà. Cái này. Rồi. Món tiếp theo là thực vật là cây hành lá. Món đấy. Đây, giám khảo đấy, rất là công tâm những bạn nhá. Đây, tôi 3 sợi. Đây, bạn này 1 sợi. Sáng 4 sợi. Sáng 3 sợi. 4. Phong là 1 sợi như thế này. Em 2 sợi. Ai sợi đây gì đấy? Không nói nhiều nữa. Bỏ cô chưa? Bỏ cô chưa? Chưa. Ăn đi. Thì hành này người ta thường ăn sống hoặc là cho vào nước mắm. À đâu, cho vào phở. Cho vào gia vị, làm gia vị các món ăn khác các bạn ạ. Xong ăn rồi à? Không rồi. Tôi sẽ gập vào cho ăn cho dễ nhá. Ăn nhanh thì nó không ấy đâu, không sốc cái nắp đâu. Tôi không thích ăn hành lắm các bạn ạ, khả năng không hôm qua được của phòng này. Sáng ngửi đã bắt đầu ấy rồi. Bình thường mà. À bình thường. Bình thường. Nhưng sao? Mà anh nuốt luôn đi không nó cay. Để lâu nó cay. Nuốt luôn. À đúng rồi. Nhìn thấy anh tôi lại nhớ kỷ niệm. Lại kỷ niệm. Ừ. Hồi xưa trồng hành người ta bán củ ấy, xong là còn cái lá này người ta về ngâm ấy, về muối hành ấy các bạn ạ.
Nói chung là hồi xưa nghèo phải chế biến tất cả các món ăn để ăn các bạn. Quá wow. Thực vật hành này ăn khó quá các bạn ơi. Cay các bạn ạ. Nhanh lên. Cay quá, cay quá. Anh riêng bỏ qua thôi. Bỏ qua đó anh ăn từng cái một. Sáng em hoan đấy, em bỏ qua đi, em đừng giấu đấy. Em có giấu đâu. Em... Thôi các bạn ơi, tôi xin bỏ cuộc nhé. Yeah, mà tìm được người thua cuộc rồi. Yeah, mà sáng người bỏ cuộc. Yeah, sáng tại vì tôi ăn nhiều thực vật lo rồi. Xong bây giờ cái hành này nó lại khó ăn. Bây giờ tôi mà cố ăn nữa là kiểu gì tôi cũng sẽ bị phải ra ngoài. Cho nên tôi xin bỏ cuộc. Yeah. Thế sau cái thử thách này thì em cảm nhận ăn thực vật như nào? Ăn thực vật thì thực vật ngon thì nó rất là ngon. Nhưng mà thực vật không ngon thì nó rất không muốn ăn. Nhưng mà không sao cả, tôi từ này tôi vẫn sẽ ăn thực vật rất là nhiều nhá. Thôi bye bye mọi người. Rồi. Chúc xem nào. À Phong ơi, anh em mình cùng áo vàng. Chúc cho Phong giành chiến thắng trong trận chiến ăn thực vật này nhá. Thôi em ơi, đi ra đi cho đỡ vướng. Thôi mấy người thua đi không phải bắt tay. Thôi, không ai bắt tay sáng thì tao đuổi sáng đi ra cho đỡ vướng các bạn ạ. Anh lên. Gớm ăn lấy không hết. Đây là sáng của đây là của anh ấy. Đây là thằng bò mất đây. Anh thằng đã cố tình nó lừa nó mất đây. Anh ăn đi, mỗi mình lâu quá. Chứ nãy có bò này đâu. Nhưng mà đến chỗ này, cái cuống này ăn thế nào đây? Cuống ngọt. Cuống ngọt. Cuống ngon thì nó khác hay hơn. Ngon mà. Ô, cuống ngọt mà. Ngọt. Ngọt, cuống, riêng cuống lại ngọt các bạn. Ngon, ăn sật sật ngon thế. Ngon. Yeah. Yeah. Yeah, mày ăn xong rồi. Phần tiếp theo. Ui táo này. Ủa, táo nó chạy. Rồi. Đấy. Táo to này. Vẫn như thế nhau mà. Món thực vật tiếp theo là táo. Wow. Bây giờ thì tôi khá lo rồi. Thì tôi cảm thấy bụng hơi lo rồi các bạn ạ. Khả năng là tôi cũng sắp thua rồi. Sắp đứa. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng ăn nốt vài vòng. Thực vật táo ăn rất là ngọt. Rất dễ ăn các bạn. Dễ ăn hơn hành, hành khó ăn lắm. Chắc cũng rất nhiều bạn không thích ăn hành đúng không? Em có ăn được thực vật được không? Được, em ăn cố gắng hết sức. Tôi sẽ cố gắng làm người ăn nhiều thực vật nhất. Yeah. Phương của Dưỡng. Em chịu thua đi. Được. Sức khỏe con người có ăn. Người to nhưng mà dạ dày không to đâu. Thôi tôi đi ra đi em ơi. Được, em cũng ăn một cô bóng. Rồi, Tuấn Anh ăn thực vật rất là tốt, được đấy. Rồi. Lớp sở riêng đấy cho mày. Được tròn rồi. Món thực vật tiếp theo đó là khoai lang luộc. Trời ơi, ăn rất là khô luôn. Ui, hồi xưa cũng đi mót khoai lang đấy các bạn ạ. Khoai lang là rất tốt cho sức khỏe đấy các bạn nhá. Phong ơi, ô, oh, Khang Thảo ơi. Sao đi ăn? Bỏ á. Bỏ ăn hết chứ. Ăn cả bỏ. Ăn cả bỏ đi em ơi. Anh ăn bỏ ấy. Luộc rồi, luộc lên rồi, tức là luộc 100 độ C là hết vi khuẩn em ạ. Ăn bỏ đấy, không được. Ăn bỏ đi. Ăn bỏ đi. Thôi. Cắn mấy xíu này nhá, thì bị thua rồi. Thôi, bỏ qua đi em. Được. Tao cố rồi. Ông em to này là bị phạt là đương nhiên rồi, không sao đâu. Nó bị chèn học. Cái món thực vật ở khoai lang này ăn nó hơi khô, ăn hơi khó vào các bạn. Những người mà nói to nhất là dễ có khả năng thua giống như sáng. Chuẩn. Gái nhiều hay thua. Gái ý dễ cho anh cũng biết. Người to này là ăn hết củ khoai. Trên này hết. Thỏa em làm gì đấy? Thỏa gì đấy? Võ đầu em trôi xuống ấy. Cổ rồi. Không ăn được nữa chịu thua, không làm sao hết. Phần thưởng đấy anh đấy. Yeah. Yeah. Ê, phần thưởng vẫn là của anh ơi. Anh em mình cố gắng làm một anh Dưỡng sau anh em mình chơi đôi. Yeah. Phương Dưỡng là người ăn nhiều thực vật nhất thế giới. Yeah. Thông báo luật chơi nhá, bắt đầu từ vòng sau sẽ có thời gian tính chứ không để mọi người ăn dài dàng lâu này được. Ok. Chọn. Chứ còn nào thấy giống nhau. Một to hay dài như nhau. Chứ mày cái này mà to nhất này. Món thực vật tiếp theo là cà chua. Hình như món này cũng bổ máu nào nhỉ? Đúng rồi. Bổ lão. À, chưa ăn xong nhá, hai này chưa nhút xong nhá.
chưa tính giờ, bắt đầu tính giờ này. Bây giờ trong 2 phút là mày ăn hết nhá. À, hết rồi. Không, 2 phút ăn hết cái này chứ không phải cái kia. Bắt đầu từ vòng này sẽ phải tính thời gian, không được ăn ăn quá thời gian đấy chưa. Nếu mà quá thời gian sẽ bị loại. Thế để cho trò chơi hấp dẫn nhá các bạn nhá. Tôi muốn tăng độ kịch tính của trò chơi lên. Yeah! 3 2 1 bắt đầu. Món thực vật cà chua là ăn rất là dễ ăn, nhưng mà sắp hết giờ rồi, tôi không phải nói nhiều nữa, tôi phải ăn thôi. Đấm hết rồi. 15 17. Xong rồi anh ấy à, húp 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 húp. Không ai ăn để hạt đấy là hạt nữa. Wow, sau vòng đấu ăn thực vật cà chua thì tôi cảm thấy bụng no no nhưng mà vẫn ăn được nữa các bạn ạ. Tôi không biết gáy bởi vì tôi thực lực tôi mạnh mà. Tôi chắc chắn tôi giành giải nhất. Tôi thì tôi không gáy nhiều nhưng mà nó chắc mấy vòng nó thua. Tiếp vòng tiếp. Ok. Tiếp theo. Toàn tọa thế. Tiếp theo là quả cam. Toàn to. Ôi sao hình như anh toàn chọn quả to nhưng mà đẹp sao ấy. Anh mới bé ăn của em. Bắt đầu chưa? Món thực vật tiếp theo đó là quả cam. Quả ấy nhão nhão. Cái đồ ăn nhỏ này vẫn là 2 phút nhá. Không bỏ hột. Rồi nhá. 2 phút nhá mọi người nhá. Bắt đầu. Khổ vậy. Ăn đi. Bỏ hột ăn được. Thế phải bỏ hột được không? Ok. Thực sự chúng tôi đã ăn rất nhiều thực vật rồi nhưng mà chưa ai bỏ cuộc. Thật sự là cái phần thưởng 10 triệu quá hấp dẫn với người chơi. Người chơi không hề muốn bỏ cuộc các bạn ạ. Bạn không bỏ cuộc. Mặt đứa. Quả cam em hơi nhiều hột nhá, đáng lẽ sau phải trừ nhá. Tính là đúng anh nhà 5 hột thì bọn em phải để lại đúng 5 hột, còn những hột kia phải nhút. Đấy là anh hỏi người chồng ấy. Dài dài. Vậy là tốt, anh đã hoàn thành thử thách. Yeah! Sau vòng đấu ăn cam thì tôi cảm thấy vẫn no nhưng mà vẫn ăn tiếp được các bạn ạ. Bây giờ tôi chỉ xem ai thua thôi chứ tôi ăn được thật sự là bây giờ ăn đến khuya luôn đấy. Tiếp theo anh ăn đầu xong đầu tiên anh ăn mình bé xíu. Ôi sao nhầm mình chứ. Sao giống nhau đấy. Củ cải à? Củ cải luộc. Yeah. Món thực vật tiếp theo đó củ cải luộc. Cái này à? Để tôi thử ăn thử xem là mấy phút nào. Vẫn 2 phút nhá. Còn chưa, anh đã bấm giờ đó. Thôi cứ ăn đi. Bọn này không cần bấm giờ. À phải bấm giờ thế không? À được bấm giờ. Bấm giờ, 2 phút. Đắng thế. Của cải già. Củ cải ăn nó hơi ngang ngang các bạn ạ. Nhưng không sao. Ngon. Ngon. Mặt chút xoài hồ. Ngon chút chỗ. Học cưa. Bồ bó. Còn chút sốt. Giờ nói gì anh hả? Bây giờ ăn cái đắng này đúng cực hình. Thôi bỏ cuộc đi em ơi. Phong ơi. 10 triệu anh nghĩ em bỏ chứ thế rồi. Bỏ cuộc cái khó ăn. Ở đây em ơi, mọi người hết à. Em miếng nào cho miếng dày này. Em hết rồi. Anh nhìn quả dừa cái đẹp quá. Em hết rồi. Nào. Đã chân ra rồi. Nam chữ án đại chữ ngu. Thua thì chịu đua. Ngẩng mặt cao chịu đua. Đừng có giấu lo anh em chưa. Không được chơi em gian nào. Ui mà ngường lên nó dễ ăn hơn đấy. 1 phút 2 giây. 1 phút 5 giây. Mọi người không để ý. Thôi bỏ cô đi em. 29, 30. 32, 33, 34, 37. Bấm vào hết rồi. Thôi đút em mồm mà được rồi nhá các bạn nào. Ok. Quả đấy mà tôi không nhắc là khả năng mọi người không để ý là mọi người chủ quan là mọi người thua vòng đấy. May đấy. Người đã ăn luôn cả cái đắng vừa rồi. Đã thôi. Từ từ em ơi, từ từ anh sắp, hai ông này sắp thua rồi, từ từ anh lên đồ mới. Hai em chịu thua trước đi để anh còn lấy sức anh đi đánh cầu lông.
Thứ hai ăn thế này anh dành hết sức để ăn thế này, không đánh được cổ lồng chết. Rồi tiếp theo, món thực vật tiếp theo là gì đây? Quả thanh long. Wow, món thực vật tiếp theo là quả thanh long. À, em ăn đi em. Rồi em muốn to thế. Đây cho Phong mà. Ui, cái gì đây? Đây to nhá. To không mà to. Nè, anh, em ăn xong cuối cùng. Vừa lấy Phong là người ăn xong trước. Đấy, anh ăn xong đầu tiên mà. Anh mãi nói chuyện nhưng em hút hết, anh hiểu không? Này ăn cả vỏ đi anh. Không. Rồi, món thực vật thanh long này thì ăn rất là ngon, từ trước nay tôi rất thích ăn. Cái này em biết anh chỉ ép đấy nhá. Chỉ ép gì? Thế mới là to đấy. Thế em có ăn được không? Không ăn thì chịu thua đi. Không. Tôi em gần lên. Lần này chef, lần này tính giờ là phải nhút hết trong mồm nhá. 2 phút là phải nhút hết trong mồm nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Chưa bắt đầu đã ăn rồi. Sao mà ăn nhanh nhanh thế em? Phong nhấc người lên rồi. Nhấc người cho dạ dày nó kéo dài ra. Giá tử cuộc đời. Oh yeah. Bây giờ đã thì mọi người đua tiếp theo. Buồn nào hơn đêm nay. Em nói mọi người đi. Các bạn ơi, thật sự no lắm rồi các bạn, không ăn được nữa. Chỉ cao lâu trời. Cáo tử! Cáo tử! Cáo tử! Ok em! Oh! À, Phong! À! 1 phút 55 giây ạ! Tôi ăn hết, Phong ăn hết! Oh! Oh! Mà ăn quá một người chơi đã bỏ cuộc rồi nhá! Em ơi! Ở lại hình chịu phạt nhá em nhá! Em thua đấy! Còn em Phong thôi! Bây giờ chỉ còn duy nhất một đối thủ là Phong Thiền Xu thôi. Phong này, tối nay em ăn cơm được không? Ok, món tiếp theo là gì? Ui, thôi đi đi em này. Ôi, đùa ấy thôi. Đùa vậy. Đùa rồi. Ui. Nhanh, nhanh. Một mình anh cô đơn nặng nề. Người yêu ơi em ơi. Người yêu ơi em đi đâu hết rồi em, sao lại để anh ở đây một mình thế em. Người yêu ơi có yên, có thấy bóng em. Ok các bạn nha, vậy là tôi là người chiến thắng, tôi là người ăn thực vật nhiều nhất. Yeah. Woo, chạy hết được các bạn ạ. Đấy, đòi thi đấu với tôi đấy. Cứ bảo cố, ăn nhiều. Tôi cũng ngại lắm, tôi thắng nhiều, tôi cũng ngại lắm. Tôi định làm MC thôi nhưng mà tôi thấy mấy đối thủ này chơi hơi kém tôi vào. Thôi từ sau tôi không chơi nữa các bạn. Tôi chơi trò gì tôi cũng thắng. Từ sau thôi tôi để mấy anh em chơi thôi chứ tôi không chơi nha các bạn nhé. Đấy. Yeah. Vậy là chúc mừng anh chúng ta đã. Vậy là tôi được 10 triệu đồng. Yeah. Yeah. Wow, 10 triệu đồng. Woo. Cảm ơn nhá. Và bây giờ những người thua sẽ bị phạt nhá. Vì là mọi người chơi đã ăn no rồi, vì vậy không phạt lại. Bây giờ tôi sẽ phạt búng tay thôi. Mỗi người 10 gái, một mình tôi búng hết. Lắm yeah. Rồi. Ừ, lắm cái thôi. Ừ, đau lắm. Anh Dương búng đau lắm các bạn. Ai búng nhiều? 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Em vừa anh bảo hai người thua phạt thôi chứ. Phạt hết em ơi, phạt hết. Phạt hết gian. Gì đấy, Phong này mình chối à? Phong tài to quá. Ừ. Sướng. Cái này. Ừ. 4 này. 5 này. Các bạn ơi, tôi còn chuẩn bị rất nhiều thực vật nữa nhưng mà mấy anh em đây đã bỏ cuộc hết rồi các bạn ạ. Thôi ăn thế rồi các bạn ạ. Các bạn nên ăn uống, nên ăn điều độ thôi. Còn chúng tôi là vận động viên chuyên nghiệp rồi, chúng tôi có thể ăn được nhiều. Còn các bạn tuyệt đối không ăn nhiều chúng tôi nhá. Vậy là xong clip người ăn thực vật nhiều nhất. Vậy là tôi là người chiến thắng nhé. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào các bạn.